một số anh em quan tâm cái sản phẩm đèn V70 mới nhất đây, thì hỏi mình là gắn trên cái AB đời gương cầu 2013 tới 2015 này thì có sáng ngon không. Thì với cái kinh nghiệm làm việc của mình chắc chắn điều rằng đó là cái sự sắp xếp tiêu cự ở trên cái chip LED V70 là cực kỳ hợp lý với cái xe này. Cái thứ hai nữa là công suất của cái ánh sáng COS 35W một bóng, mà hai bóng trên chiếc xe này là 70W. 70W LED thì không có lý gì mà không sáng được. Bây giờ mình đã ráp xong cho cái xe này, sẽ bật cho anh em coi thử làm sao ha. Lên đèn. Wow, cực kỳ đã. Tất nhiên là mình không sử dụng máy ảnh DSLR cao cấp để quay phim làm gì hết. Dạo này mình lười lắm, mình quay bằng iPhone không à. Nè, đưa cái iPhone vô trong cái kính cho anh em coi luôn phải không? Đó. Mình chỉ quay bằng iPhone của mình thôi. iPhone thì không có chỉnh sáng, tăng sáng gì được hết trơn nè. Quay tự nhiên ha. Thì cái cường độ ánh sáng rất là đẹp. Đường cắt sáng thì với cái gương cầu thì lúc nào cũng vậy, nó rất là thẳng đẹp. Ánh sáng của V70 trên chóa gương cầu AB 2013 tới 2015 đây có độ đậm màu rất là tốt, đều, ánh sáng rất là đều, bởi vì nó không có cái rìa màu vàng. Pha thì sao? Đây, pha cũng rất là tốt, bởi vì nó không giống như dòng L8 mà pha nó phải cao, để có đạt được cái lượng sáng tốt nhất thì pha phải chiếu lên trời. Bây giờ thì với cái dòng bóng này, kể cả chỉnh cho cốt đạt tiêu chuẩn ánh sáng đẹp nhất thì pha vẫn rất là vừa vặn, một ít ở trong cốt và một ít lên cao một chút đó, ánh sáng rất là kinh khủng không. Thì ở trên cái cự ly gần này và cái tấm màn kia màu trắng thì ánh sáng nó có hơi quá đà một chút, thì mình cũng nói thẳng luôn, chứ không phải là mình cố tình đẩy sáng lên cao để quảng cáo cái sản phẩm đâu, mà ánh sáng này thực sự so với L8 hay L9 gắn trên chóa AB này thì mình cam đoan điều rằng là nó tốt hơn rất là nhiều, cả về cái phần cốt và cả về cái tỷ lệ pha cốt. Pha của nó cũng rất là mạnh ha. Cho nên là một số anh em chạy AB đầu giờ này thắc mắc, coi clip này xong thì có thể tin tưởng hoàn toàn để sử dụng cái sản phẩm của mình mà không phải lo ngại tốn tiền cách vô ích. Thì sản phẩm này có giá là 1.350.000 một cái, một cặp thì là 2.700.000. Thì với AB đồng này thì để bảo vệ cho cái công tắc đây nó khỏi hư hỏng á, thì mình có làm thêm một bộ rờ le nữa, thì anh em làm rờ le đó thì mình tính thêm 150.000. Có rờ le thì tha hồ phát sinh mà không sợ nó bị hư công tắc đó, mà cũng không sợ cốt pha nó hư công tắc luôn đó. Anh em nhìn cái nền đồng hồ là hiểu là cái mức sáng như thế nào rồi nha. Nền đồng hồ này nó trên cái màn hình mình á, nó vẫn tối thui à. Đó. Nếu như mà mình dùng cái phương pháp tăng thêm cái độ sáng kia ảo lên á, thì cái nền này nó cũng sáng trưng à. Nên là anh em mình coi những cái hình ảnh review hay là những clip á, thì để ý cái đồng hồ của xe. Một số mình thấy cái đồng hồ nó sáng chói luôn, sáng rực luôn. Thì mình nâng sáng ngoài kia thì cái này nó cũng tăng theo luôn. Nhưng mà ở đây anh em thấy nó vẫn rất là mờ ha. Vì nó mờ như vậy cho nên hoàn toàn an tâm là mình không có nâng sáng bằng cái cách quay phim của mình, hay là cái cách dựng phim của mình. Thì mình quay clip bằng iPhone xong mình đăng trực tiếp lên luôn, không dùng phương pháp nào khác hết, không đưa qua phần mềm chỉnh sửa, cũng không chỉnh phơi sáng gì ở trên máy ảnh được hết à, vẫn là cái iPhone của mình đây đó. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi ha.